Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Huy nhé. Chuyên mua bán tất cả các dòng xe cũ đã qua sử dụng. Đó, chỉ cần là xe đẹp, nguyên bản, dòng xe lướt em ưu tiên mua. Nó tất cả các dòng khác thì em vẫn mua thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà xe đời hơi sâu một chút thì cái biên lợi nhuận nó sẽ hơi khác một tí mọi người ạ. Tại vì em sẽ mất nhiều cái chi phí hơn. Hoặc mọi người muốn nhờ em định giá xe, quay mua bán giúp xe thì cứ alo cho em Huy nhé. Trước khi em review cho mọi người chiếc xe VinFast Lux A phiên bản Premium mà em đang lái ở đây trên đường đánh ra chỗ quay clip cho mọi người ấy, thì cũng chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người một tí. Năm nay thì hầu như nhất là con Lux A bản Premium, bản Full này, bọn em năm nay hầu như được về xe nào là bán hết xe đấy mọi người ạ. Nhất là những xe đi ít, đặc biệt là những xe đi tầm 4 vạn trở lại khá là hiếm. Và xe là hầu như về xe nào hết xe đấy. Em có cảm giác như đến bây giờ hình như mọi người mới biết được là việc một chiếc Lux A hồi xưa 1,2 tỷ, bây giờ giá nó chỉ có loanh quanh hơn 600 một chút như chiếc xe này đấy. Năm ngoái thì cũng ở cái mức giá này thôi, nhưng mà kể cả có giảm nữa hay là như nào đấy thì em thấy là có rất ít người quan tâm đấy. Nhưng mà đến hôm nay thì em thấy là rất nhiều người hỏi hay là gọi điện cho em nhờ tìm xe màu đỏ, có người tìm xe màu trắng nhiều, màu đen nhiều đó. Và đợt trước cũng có một anh ấy cũng hỏi em chiếc màu cam đó, thì cũng là cái chiếc này, xe sản xuất năm 2020 mọi người nhé, và chạy là 37.000 km. Xe thì em giữ nguyên biển số thôi, con này như một chủ từ đầu. Chiếc này là của ông anh ở trong Sài Gòn, ông ấy cũng làm xe thì anh ấy có khách bán, nhưng mà anh ấy không, ngoài trong miền Nam lại không chuộng dòng VinFast này mọi người, để không chuộng dòng VinFast xe xăng đâu. Ra là anh ấy để lại cho em ra ngoài Hà Nội để xem mọi người thôi. Xe thì em thấy hình thức cực kỳ đều và đẹp. Chiếc này màu cam thì nếu như mà về sơn si ấy, mọi người nhìn các mọi người biết ngay, tại vì để mà pha được đúng cái màu sơn của nó trừ màu đen và màu trắng ra thì các màu khác nhìn khá là dễ nhận đấy bằng mắt. Còn nếu mọi người mà muốn thấy rõ hơn thì mọi người có thể kiểm tra bằng gõ, nó có một cái lớp bà mà. Đấy. Còn bây giờ em sẽ review chi tiết mọi người chiếc xe Lux A Premium này nhá. Mọi người xem tầm này mọi người là theo VinFast có đáng tiền hay không. Đây mọi người nhá, đây chiếc xe VinFast Lux A màu cam. Đó. Màu này thì nhìn rất là thể thao nhá mọi người nhá. Đó, những chiếc màu này thì đa phần là chỉ có năm sản xuất cho năm 2021 thôi. Đấy, năm 2022 thì lúc đấy VinFast đã khai tử rồi, còn lại một số xe thì đa phần là nó sẽ chỉ còn có màu đen và màu trắng thôi. Đó. Chiếc này em nhập về thì sơn si rất là đều màu mọi người nhé. Ngồi thử xem tầm giá 600 này, mọi người mua được một chiếc xe. Mọi người thấy đẹp không ạ? La răng 19 inch, to, dài, khung gầm của BMW. Đấy, được chưa? Đấy, quay góc rộng mọi người nhìn cho dễ. Đó. Nhìn rất là thể thao luôn. La răng to này. Đấy, có thêm cả viền nẹp chrome này. Em đi một vòng xung quanh xe cho mọi người nhìn nhá. Đây, thứ nhất là đầu tiên nóc capo nhá, không có cũng vết bụi đá bắn bẩn nhá. Đấy, chắc là đã được spa làm rồi. Đây này, đây có một hai cái vết cấn nhỏ. Ở đây, đây quay zoom mọi người xem. Cho mọi người nhìn nữa. Đấy. Được nhá. Đèn ở đây này vẫn có sự hệ thống đèn LED này. Ở trên phiên bản Premium thì có trang bị 4 mắt cảm biến trước mọi người nhá. Đây này, đây là trên bản base nó sẽ chỉ là cổng chờ thôi. Đấy. Và ở đây là có mắt camera 360. Đấy. Vẫn là máy 2.0 turbo thôi, nhưng mà tuy nhiên cái đã được tinh chỉnh rồi. Công suất của nó là hơn 200 mã lực cơ. Đấy. Còn đâu ở trên phiên bản thấp hơn, bản base và bản plus thì nó chỉ có là 176 mã thôi. Ở phía bên cạnh bên này này, đây chỉ có vết bẩn thôi và một hai cái vết xước nhỏ. Đấy. Các bạn đây, mọi người nhìn này, sơn xe rất là đồng đều nhá. Lốp xe ở đây là chạy có 3,7 vạn, mọi người nhìn này, đây vẫn còn này. Đó. Lốp lại không phải là quá đẹp, lốp cung hô, lốp đã được thay rồi mọi người ạ. Đấy, không phải lốp nguyên bản theo xe nhé. La răng ở đây thì có bị xước này. Đó, mọi người mua muốn làm với spa và làm cho mọi người. Trong quá trình sử dụng những cái liên quan đến lốp láp này thì không thể nào tránh khỏi được mọi người nhé. Như hôm em lấy về là em có thay một quả lốp bên này nữa. Đấy, em nhớ em thay một quả lốp bên này nữa. Là một quả lốp lướt thôi. Ở đây này, vừa rồi em rửa xe xong thấy ở đây có một vết xước này. Đây một vết xước này. Mé bên này để ở ngoài đường rất hay bị xe máy cái nó quẹt vào.
Nói chung là xe đi một vài năm rồi cái đấy không thể tránh khỏi được. Đây, đây một vết xước này. Đấy. Xe này đã đánh bóng rồi mọi người nhé. Bóng spa dọn dẹp rồi trước khi anh ấy bàn giao qua cho em. Đấy, em lấy của bên chỗ một ông anh ở trên Sài Gòn mà. Đây, đã dọn rồi mà. Để còn bột đánh bóng này. Đấy, thì đã về sau khi rửa qua này quay cho mọi người thôi. Còn về em sẽ phải dọn dẹp kỹ hơn. Xe ở trên phiên bản này là sử dụng ghế da Nappa nhé mọi người nhé. Da Nappa này, mọi người nhìn này, ghế bên này cực kỳ ít nhăn nhé. Khả năng ở bên này sẽ ít người ngồi. Anh ấy đã chưa lên thảm sàn 5D. Thảm sàn thường thôi, thảm sàn 5D không phải ai cũng thích đâu. Khả năng mọi người muốn đỡ mùi thì lên lấy cái thảm sàn Kata bằng cao su non thì hợp lý hơn. Mặt ốp có cái nhựa sần này, đẹp này. Cửa nhá, cái phần cửa này nguyên zin này, ốc nguyên này. Bậc lên xuống không có vết xước này. Đấy. Keo chỉ ở đây nguyên zin từ nhà sản xuất 100% mọi người nhá. Các đim đim bấm của robot này. Đó, như nhau này. Bên này cũng thế này, mọi người nhìn nữa. Sơn lót còn nguyên. Xe chưa có dấu vết gò hàn gì cả. Đấy, rửa xong mọi người đây, bây giờ em sẽ xem thực tế. Đó. Thích nhất bộ ghế da mọi người, nhìn này, ghế da này đẹp chưa? Đó, sáng choang. Chỗ lại không có vết xước, đây có một tí vết hàn này. Rửa xe một thời gian nó tích tụ thôi. Không liên quan gì đâu mọi người nhé. Đây nguyên này. Nguyên này. Nguyên này. Nguyên hết 100% này. Đấy, keo chỉ các cái mọi người yên tâm. Nguyên 100% nhé. À, quả lốp này em thay rồi mọi người nhé. Em thay cho mọi người một quả lốp lướt. Đây cũng chia sẻ luôn. Đấy, cho mọi người nắm được. La răng bên này thì không bị xước. Rất mới, đều và đẹp. Đấy, phay xước 2 màu 19 inch Continental. Dòng này có một cái đặc điểm đó, nó không có lốp dự phòng. Vẫn là cụm giải đèn LED này. Nhìn nó cực kỳ đẹp, đẹp. Vẫn chìa khóa lên sau. Đấy không nha. Đấy. Cốp này. Đấy, sử dụng hệ thống cốp điện mọi người nhé. Cốp điện K360. Đây chắc là phần đây cái gạt mưa các anh mới thay. Cốp điện này K360 này. Keo chỉ cốp nguyên bản 100% này. Đây em quay cho mọi người xem thực tế. Được chưa? À, chưa ra. Xe này em đánh giá là đẹp đấy. Xuất sắc. 3,7 vạn. Đẹp, chưa vết gò hàn gì cả. À, nguyên hết này. Ốc này chưa tháo này. Đó. Này mất bộ bơm rồi. Bộ bơm này nhiều người hay bỏ ra ngoài. Ra là không bán lại xe. Không mất mà. Giá trị nó cũng nhỏ thôi, có mấy trăm nghìn. 4 mắt cảm biến nhé, 6 mắt cảm biến nhé mọi người nhé. Đây vẫn là biển của chủ cũ đây. Đây em sẽ tháo rút hồ sơ. Đây bên này rất là độc và đều này. Đấy, nhìn chưa. Mông bên này nhé, không xước sát gì cả. Đây lốp bên này đều. Lốp này lốp zin theo xe Continental. Có thay hai quả lốp phía bên kia thôi. Như đi bị rách lốp mọi người. Em nhớ con này bị rách lốp nha, phải thay thôi. Còn đây là nguyên bản theo xe, quả đáy quả kia như nguyên bản theo xe từ 2020 luôn. Đấy, dạ. La răng này đều đẹp. Đấy. Cửa bên này cũng nguyên zin 100%. Ngoài cửa này zin này, không xước sát này, nguyên khóa bấm này. Đó, da này, chất liệu nội thất ngồi phía sau này. Đấy, mọi người nhìn ạ, không có, không bị bợt màu. Xe đi nhiều sử dụng nhiều này nó bợt màu, nhất là những xe chạy dịch vụ taxi. Này, rất bóng và đẹp nhá mọi người nhá. Sàn thì chân ghế cũng nguyên này. Con này không làm thảm sàn làm chiếc gì cả, ra chân ghế nguyên này. Đấy. Nguyên trợ da, da ở sau này căng lắm. Da ở sau này căng lắm. Ít người ngồi. Ôi anh ấy đi mình nhá. Đây, chìa khóa thông minh này. Đấy, đây khóa cửa này. Mọi người nhìn nào. Đây mở cửa này. Đây không có vết xước này. Ốp gương ok này. Đấy, mọi người xem lốp là răng bên này nhá. 10 tháng 4 năm 2020 này, lốp nguyên bản theo xe này. Quả bên này cũng bị xước khá mọi người ạ. Người cần thì cái này phục hồi được, này em làm cho mọi người thôi. Là răng 19 inch. Thoải mái nhá. Đấy. Xe này để 15 giây. Khi mọi người ấn mở khóa mà không ấy nó sẽ tự đóng nhá.
Đấy. Phiên bản cao cấp nhất thì có hệ thống 13 loa. Đấy. Đèn viền nội thất theo xe, có đèn viền nội thất ở trong này. Bản lớp cũng có ghế chỉnh điện 12 hướng, có cả chiều đi lên nữa. Bản hai bản kia nó sẽ chỉ có chiều này sẽ là cơ và không có cái đệm lưng ghế. Để mọi người nhìn này, ấn này đệm lưng ghế này, đệm lưng ghế ở đây này. Đấy, mọi người ngồi cực kỳ là thoải mái nhá. Đấy, phần này mọi người nhìn mới đẹp không? Không bị xước sát được. Năm sản xuất của xe này, 2020 này. Vòm cửa zin này. Đấy, được chưa? Nguyên hết này. Đấy, những cái núm chỉnh này dần rất là mới này, không cần phải làm lại và không có vết xước bật gì cả. Đấy, không bị mất màu. À, thất của xe đây. Mày nhìn này, cần số đây. Đẹp. Chung trước này trong trước nó sản xuất 2020 nhưng em thấy còn mới cả trước sản xuất 2021. Mới đẹp đấy mọi người ạ. Gương chống lóa này. Tự động này. Xe đi 37.000 km nhé. Cái cảm số lốt nhấp nháy này mọi người reset thôi là hết thôi. Không vấn đề gì. Đấy, mọi nhìn đẹp không ạ? Giá mở mọi người xem cái phần chi tiết máy nhé. Đây mọi người, khoang máy đây. Đa phần là mọi người em muốn quay này cho khách hàng ở xa ấy, người ta biết chất lượng xe. Đó, mọi người thể gửi clip cho anh được. Keo chỉ em cam kết là zin 100% này. Không nó capo chưa tháo đây. Đấy. Nếu như mà phải gò hàn thì chắc chắn là sẽ tháo rồi. Đấy chỉ một yếu tố thôi. Có một số xe là tháo ra chỉ là sơn si thôi. Nhưng mà dựa ở đây thì mình đánh giá những cái tiêu chuẩn tiếp theo. Ốc loà mày chưa va chạm vào này. Nguyên này. Nguyên này. Keo chỉ ở đây là nguyên zin 100% này. Nguyên này. Ốc ngoài là nguyên này. Nguyên này. Đó. Nguyên này. Còn nguyên hết mọi người nhá. Nguyên hết này. Phần tai này. Đây phần số khung của xe này. Đó. Được chưa? Hình dập nhà máy nguyên này. Không có vết nắn gò gì này. Đây. Còn đầu xe nhá. Đầu xe đây. Xem này. Hoàm là nguyên này. Hoàm là nguyên này. Bên này thì ốc này tháo để vệ sinh lọc gió này, bảo dưỡng trong hãng cũng cần rồi. Phải nguyên này, nguyên này. Phần ba thanh chắn này để va vào máy, phần ba thanh chắn này nó đã bảo vệ rồi, khó vào lắm. Cái này nguyên này, cái này tháo ra nguy hiểm lắm này. Lúc này em phải nhắc mọi người nhé. Tấm phụ bạt này, đi nhiều là cái tấm này nó sẽ, nếu đi khoảng tầm hơn 10 vạn, tấm này nó sẽ đổi màu này. Sáng choang. Người xem chi tiết nhé. Cửa số máy này. Đấy. Ốc áp nguyên zin. Đó được chưa? Mọi người muốn mua chiếc xe này thì ngay với em Huy nhá. Đấy. Đây mình nhìn này. Đẹp chưa? Bên em rất nhiều dòng Locka thôi, toàn xe đẹp thôi.